Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý vị thiền hữu tri thức nam nữ Phật tử gần xa. Đạo Phật qua mấy ngàn năm truyền thừa và phát triển bởi Thầy Tổ, giờ đây đã nhẹ nhàng êm ả, đi sâu vào đời sống của dân tộc Việt Nam. Điều đó đã chứng minh tinh thần nhập thế của Đạo Phật với nền văn hóa truyền thống tổ tiên, như câu nói đất vua chùa làng phong cảnh bục, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Mái chùa trong lòng người Việt từ lâu đã trở nên thân thương quen thuộc. Hình ảnh ấy đã đi vào câu hò điệu lý, tục ngữ ca dao, nhắn nhủ những người con tha phương nhớ về tiếng chuông vang vọng khi mỗi sớm mai thức giấc, nhớ về nơi được gọi là cội nguồn tâm linh của quê cha đất tổ. Nam mô Hiền Tòa Đạo Tràng Tá Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Ngường Vãi Vọng Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tòa Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh có tỳ kheo thích nguyên hạnh. Hôm nay có duyên sự xin được lễ đầu đảnh lễ dâng những lời tạ Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ngược phải bạch bạch chư tôn tình thành đức đức tám lập già đầy đủ nhân duyên, chúng con được về ngôi tam bảo của linh thú dưới sự chứng minh của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng trong ba kỳ sự giáo hội được Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Sự thương thượng gia hộ cầu nguyện suốt một chặng đường 11 năm trôi qua, một chặng đường không dài, tuy cũng không kém phần trăn trở thao thức của một người có Phật, một vị sư già Như Lai hoàng bảo vi gia hộ lời sắc vi bụng hoàng sự thương thượng tin thượng của chư tôn hòa thượng bác sắc sự sự nhất là hòa thượng thượng châu hạ quan trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk. Chúng con được tiếp nhận ngôi giả lâm được sự bổ nhiệm chủ trì vào năm 2011 và sự gia hộ hộ trì của chư tôn đức trong ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Buôn Hồ xuất quá khen mình kiến tạo trùng tu quy hoạch đến ngày hôm nay đã tạm thời ổn định để đưa vào sinh hoạt cho tín đồ bà con Phật tử tại địa phương có nơi an trụ tâm linh. Chúng con thiệt nghị với đức mỏng tội già với thân hạ nhỏ bé cùng người Phật đệ tử đức Phật, nếu không sự có sự gia tâm cầu nguyện hộ trì của chư tôn đức, nếu không có sự chứng minh trên người phương chư Phật chư đại Bồ Tát chư hiện thánh tăng lịch đời tổ sư, thì chúng con không thể nào được sợ gì. Nghĩ đến thâm ân đó mà ngày hôm nay
Bột từ liên tưởng của chúng con là tăng chúng, là tín đồ Phật tử đã thành tâm cầu nguyện tổ chức đại lễ tạ ơn Tam Bảo Thịnh Phật Thánh chúng an vị phát nguyện kiến lập đại tái đàn dài oan phạt đồ thuyết pháp đồ vong trai tăng cúng dường và thù nguyện trần tế tâm linh cô hồ. Giờ đây đàn trà đã chết tốt, chư tăng ni đã an trú trong chánh niệm để gia tâm chứng minh cầu nguyện cho chúng con. Chúng con không được nói gì hơn với một tâm thành kính, tấm lòng tha thiết cảm niệm ân đức của quý ngài trong suốt một chặng đường qua, đã hiện thân, đã âm thầm hộ trì cầu nguyện. Giờ đây pháp sư đã tạo được trang nghiêm đạo tràng bộ từ của chúng con, cách sẵn sàng chút lễ mỏng với tất cả chí thành tha thiết dâng lên đến cúng dường mười phương chư Phật thánh chúng dưới thứ cấp cúng dường lên hiện tiền chư tôn tịnh đức tăng ngưỡng mong trên quỷ ngài đại từ bi hứa khả chứng minh và làm thọ để cho chúng con được ấn chiêu công đức. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Thích Ca Mâu Ni Phật.